bóc gỡ thêm hai kho hóa chất dùng chế ma túy do người Trung Quốc cầm đầu ở Bình Định. Công an Bình Định vừa phát hiện một khối lượng hóa chất cực lớn được cất giữ trong 286 thùng phi, 300 bao bột và nhiều dụng cụ để tinh chế ra ma túy do một nhóm người Trung Quốc cầm đầu. Trưa 11 tháng 9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Định xác nhận vừa phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phát hiện hai kho chứa hóa chất dùng để chế biến ma túy tại tổ 8 khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn. Ngay lập tức, Công an đã bắt giữ 6 đối tượng người Trung Quốc được phân công nhiệm vụ coi kho tại đây. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện một khối lượng lớn hóa chất được cất giữ trong kho gồm 286 thùng phi trên 300 bao bột và nhiều dụng cụ khác để tinh chế ra ma túy. Theo thông tin ban đầu, nhà kho này được các cá nhân người Trung Quốc thuê để chứa đá nhằm qua mặt cơ quan chức năng, nhân dân và chính quyền địa phương. Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, trước đó vào trung tuần tháng 8, Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an Trung Quốc cùng Công an các tỉnh thành gồm Kon Tum, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành bóc gỡ một công xưởng sản xuất ma túy, tiền chất ma túy tại kho công ty xuất nhập khẩu Đồng An Viên, thị trấn Đắc Hà, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum. Công xưởng này do một nhóm gồm 7 người Trung Quốc cầm đầu, tham gia sản xuất trực tiếp. Tại đây, cơ quan chức năng đã thu giữ hàng trăm lít dung dịch, khoảng 13 tấn hóa chất, tiền chất và khoảng 20 tấn máy móc, thiết bị sản xuất trái phép tiền chất ma túy. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.